cùng tìm hiểu về tay bó cố định cổ tay khi bị chấn thương. Đây là hãng Bonbon sản xuất tại Nhật, thì nó vừa thông thoáng nè, nó đai đẹp chắc chắn nhưng mà mình có thể sử dụng được lâu dài. Hôm nay mình nhờ kỹ thuật viên tư vấn ha, em có thể hướng dẫn anh cách lựa chọn cái sản phẩm này không? Dạ vâng, cái này nó có hai size S và size M. Size M đối với những người cổ tay lớn hơn, còn thông thường những người bình thường hoặc cổ tay thông thường nhỏ dùng cái size S và vừa. Tay phải và tay trái thì sao em? Dạ cái này nó không có sai thì sai. Sẽ chung được. Dạ. Cho tay trái vào đây để nó cố định bằng bàn tay. Xong kéo và dán vô. Tùy vào lực mạnh yếu mình với cái siết mình kéo. Mạnh yếu do mình kéo yếu siết. Dạ. Do mình ha. Rồi. Tay này luôn trong đây. Tay kéo. Mình cảm nhận xíu là nó kéo, nó ôm chắc cái phần cổ tay chắc chắn ha. Cả nhà thấy đây nè, mình không có di chuyển được cái cổ tay, nó giữ chắc đó. Này dành cho điều trị cổ tay. Cả nhà thấy nó có 3 phần dáng. Thứ nhất là ngay chỗ bàn tay này, thứ hai cổ tay và một cái dòng bắn nữa. Ở đây là nó có 4 thanh nẹp đúng không em? Dạ vâng, nó có 4 cái thanh nẹp nằm cặp hai cái, nó giữ chắc liên kết cái phần cổ tay và phần bàn tay. Nó giúp cứng cái phần cổ tay này. Yeah. Cái thành nẹp nó cứng nhưng mà nó lại rất là mỏng cả nhà ha. Thành nẹp nhiều. Nếu mà mình sử dụng lâu dài nó có chịu không anh? Dạ không, cái này là hàng bonbon, nó rất là thoáng khí, mình dùng lâu dài được. Cái này là được sản xuất tại Nhật luôn ha? Dạ vâng, sản xuất thủ công tại Nhật. Sản xuất thủ công ha? Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái nẹp cổ tay. Khá là chắc chắn ha. Và nó thoáng khí, mình có thể sử dụng lâu dài. Cái này mình có thể chặt bình thường ha. Dạ vâng, cái này mình cái giặt xà bông hoặc giặt cổ tay phơi trong mát. Phơi trong mát. Dạ. Cảm ơn anh kỹ thuật nha. Hôm nay mình cùng tìm hiểu về cái tay nẹp cổ tay. Cảm ơn cả nhà theo dõi ha. Còn mình có thắc mắc thì gọi vào số điện thoại bên dưới hoặc là xem trên website để được thêm thông tin. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.